Đệ tử ruột tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của ông Lê Tùng Vân trong thời gian tại ngoại. Mới đây, Nhị Nguyên, một trong những đệ tử ruột của ông Lê Tùng Vân tại tỉnh Thất Bồng Lai đã cho biết, ông này hiện tại sức khỏe đã yếu đi nhiều, không thể ngồi mà chỉ nằm võng. Vụ việc tại tỉnh Thất Bồng Lai, tên gọi khác là Thiền Am bên bờ vũ trụ, từng khiến dư luận không khỏi tròn mắt ngạc nhiên bởi những thông tin gây choáng. Trước Tết Nguyên Đán năm 2022, nơi này im ắng và không có bất kỳ chia sẻ hay phát ngôn nào trên mạng xã hội trao loạt lùm xùm. Tuy nhiên, đúng ngày 1 tháng 2, tức đêm giao thừa Tết Nguyên Đán năm 2022, Nhị Nguyên, đệ tử của ông Lê Tùng Vân đã đăng tải trên kênh YouTube của mình đoạn clip với tiêu đề gây chú ý. Lần đầu thầy ông nội và Thiền Am đón giao thừa trong nước mắt, nhận điềm báo cực xấu. Trong đoạn clip này, ông Lê Tùng Vân nằm võng gửi lời chúc mừng năm mới đến cộng đồng mạng, đồng thời căn dặn bà đệ tử đang bị tạm giam hãy thần giao cách cảm với mọi người ở tỉnh Thất. Đến ngày 3 tháng 2 vừa qua, kênh YouTube của Nhị Nguyên chia sẻ clip ghi lại buổi tụ họp đầu năm của những người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai, tức Thiền Am bên bờ vũ trụ. Nhị Nguyên cho hay, hàng năm vào mùng 1 Tết họ vẫn có thói quen quay quần lại để mừng tuổi lẫn nhau. Năm nay dù xảy ra nhiều chuyện, không thể chuẩn bị tươm tất đón Tết, nhưng tỉnh Thất Bồng Lai vẫn duy trì việc này. Khi ống kính quay đến chỗ thầy ông nội, ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu tỉnh Thất Bồng Lai thú nhận sức khỏe của mình đang không được tốt. Thầy mệt lắm con, năm nay con làm ngắn gọn lại thôi, sư phụ sợ nằm võng không được lâu. Nhị Nguyên nói tiếp, mỗi năm vào ngày này sư phụ sẽ ngồi chứ không nằm như vậy, nhưng nay phải đưa võng ra nằm như vậy là sư phụ yếu đi nhiều lắm. Tới năm nay sư phụ không thể ngồi được nữa. Tiếp đó, ông Lê Tùng Vân nằm trên võng, phía trước được bày biển bát hương, lễ vật tươm tất. Tất cả thành viên của tỉnh Thất Bồng Lai ngồi hoặc quỳ lại ông Vân. Sau khi tặng quà, họ còn thắp hương vái lại. Chưa dừng lại, các đệ tử còn hết lời ca ngợi công đức, con người của ông Lê Tùng Vân. Ngay sau khi đoạn clip này được chia sẻ trên một số diễn đàn mạng xã hội, nhiều cư dân mạng tỏ ra ngao ngán, để lại hàng loạt bình luận mỉa mai, châm biếm ông Lê Tùng Vân và các đệ tử. Liên quan đến những lùm xùm tỉnh Thất Bồng Lai, như tin đã đưa, ngày 3 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Tiếp đó, ngày 5 tháng 1, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàng Nguyên, sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991 và Lê Thanh Trùng Dương, sinh năm 1995 về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng. Với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.